chi 4,6 tỷ để thẩm mỹ gương mặt, KOL nổi danh khiến 2,2 triệu fan sốc nặng vì ngoại hình biến dạng khó nhận ra. Vì nhiều lời chê bai, KOL này đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ và phải hứng chịu biến chứng không thể phục hồi. SCMP đưa tin, Wang Gia 22 tuổi, một người nổi tiếng trên TikTok của Trung Quốc với biệt danh Miner mới đây đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội nước này khi công bố gương mặt của mình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, Miner đến từ tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc và là một KOL quen mặt với nhiều người khi sở hữu tới 2,2 triệu người theo dõi. Là một người có ảnh hưởng trên mạng, Miner cho biết mình từng phải đối mặt với sự chế giễu từ nhiều người dùng mạng vì gương mặt có đôi nét nét nam tính của mình. Do vậy, Miner quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo xinh đẹp hơn. Cô cho biết, cô bắt đầu tiến hành phẫu thuật thu nhỏ xương hàm vào hồi tháng 1 năm nay. Sau 4 tháng, dù đã chi tổng cộng 1,3 triệu nhân dân tệ, khoảng 4,6 tỷ Việt Nam đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng hiện tại cô phải chịu rất nhiều biến chứng sau cuộc phẫu thuật. Bây giờ khi tôi cười, miệng tôi bị vẹo và mắt tôi không đều. Phẫu thuật thẩm mỹ ẩn chứa nhiều rủi ro. Nếu không cần thiết thì đừng làm. Miner chia sẻ, không chỉ Miner, một người bạn của cô được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh tàu Huu U Bâu Bâu, người đã chi 2,4 triệu nhân dân tệ cho việc thẩm mỹ, cũng gặp biến chứng sau phẫu thuật. Cô tiết lộ cô có lịch sử thẩm mỹ kéo dài 8 năm và đã thực hiện tiêm hơn 400 mũi tiêm axit hyaluronic, trong đó có 200 mũi vào chán, khiến nó lõm xuống và phồng lên khi ấn vào. Vào ngày 1 tháng 6, trong một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ định kỳ ở Thái Lan, Tâu Hu Bâu đã phải tiêm thêm 400 mũi axit hyaluronic để nâng mông, nhưng không may dẫn đến nhiễm trùng. Bác sĩ làm rõ rằng nhiễm trùng là kết quả của việc axit hyaluronic tương tác với các chất mỹ phẩm được sử dụng trước đó phẫu thuật thẩm mỹ bùng nổ ở Trung Quốc do các tiêu chuẩn cái đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội. Do tiêm axit hyaluronic quá nhiều, dây thần kinh mắt trái của tôi bị chèn ép, gây ra tình trạng co giật liên tục không thể kiểm soát và chữa khỏi. Tâu Hu U Bâu Bâu nói, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Trung Quốc Motech, phẫu thuật thẩm mỹ đang bùng nổ ở Trung Quốc, với ước tính khoảng 23,5 triệu người đã phẫu thuật vào năm 2023 trong đó nhiều bệnh nhân là phụ nữ trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn sắc đẹp mà mạng xã hội đặt ra và vô tình khiến cơ thể gặp nhiều biến chứng hậu phẫu kinh hoàng